Rồi, Mẫn Long An mến chào cả nhà nha. Thì bữa nay mình cũng tiếp tục chia sẻ cả nhà chiếc Kubota L2202 DT-M nha. Em này thì là hàng bãi chưa giáp bánh cả nhà. Xuống công ha. Thì mình cũng chia sẻ cho cả nhà xem tham khảo. Bạn nào có nhu cầu thì nghiên cứu em nói nha. Này là hàng bãi xuống công. Giá thì 85 triệu tại bãi luôn cả nhà. Đó, em nói thì là hàng zin hết luôn nha. Em nói đẹp biết máy móc thì bên kho ra test ok hết rồi, rất đẹp nha. Đó, xe này thì chưa giáp bánh. Đó, máy móc thì nước sơn zin hết, chưa dọn chưa giáo cả nhà. Nó là xuống công rất công xuống là còn nằm vậy đó. Em nó không có trợ lực nha. Cùi đề hơi hám này kia là còn rất rất ngon nha. Cùi đề bóng lưỡng à. Mấy cái cổ bô khối da là nó sạch sẽ luôn nha. Em này rất đẹp luôn cả nhà. Zin đẹp hết á. Em này là nếu mà lên hình là VIP á. Nhưng mà có cái là chưa ráp bánh nè cả nhà. Nó không có trợ lực. Rồi, giá thì tham khảo cho cả nhà là 85 triệu tại bãi nha. Thì giá này có thỏa thuận nha cả nhà. Bạn nào có nhu cầu thì tới bãi thì bên thỏa thuận giá có thể là bớt xuống chút đỉnh đó nha. Rồi, mình cũng cảm ơn cả nhà rất nhiều. Lớp thì còn rất đẹp luôn cả nhà. Lớp trước lớp sau là còn rất gai, còn rất cao nha, mới hàng zin luôn cả nhà. Mâm này kia được thì chưa có sơn dặm chưa gì hết, tất cả là zin hàng bãi luôn đó. Lớp trước còn rất cao, lớp sau rất đẹp, coi như là chiếc này là hoàn hảo hết.